Ăn cơm cái gì đây? Xem nào. Ôi, xem nào. Cơm với lại quả dưa chuột này. Tức là quả dưa chuột này trộn làm cơm à? Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba anh em Mìn và em Chùa và thêm là em Quỳnh nữa các bác ạ. Thời gian vừa rồi thì khi mà cháu Lực lên chia sẻ ấy, thì cũng nhận được là sự đón nhận của các bác yêu quý dành tới cho ba anh em. Đấy, và biết thêm là một tin nữa là em Quỳnh là lấy vợ và đã sinh được một em bé gái. Hiện tại thì là vợ còn đang ở cứ của bác ạ. Đấy, tuy nhiên thì là khi mà vợ sinh đó các bác, rằng là mẹ ruột, người mẹ ruột, mẹ của em Quỳnh ấy là không cho ở nhà cùng, là đuổi ra khỏi nhà. Và cháu được nhìn thấy là hoàn cảnh của ba anh em thì cũng rất là thương tâm. Đấy, bây giờ thì cái gánh nặng và cái khó khăn là đang đè nặng lên trên vai của đôi vợ chồng trẻ là em Quỳnh với lại vợ. Quỳnh thì năm nay mới có 17 tuổi thôi và vợ thì mới 16 tuổi thôi cô bác ạ. Còn rất là trẻ để mà lập gia đình. Đấy, nhưng mà thứ nhất là cũng đáp ứng là tâm nguyện của người bố, và thứ hai thì phải nói là đặc biệt là người đồng bào dân tộc Mông, cô bác ạ, lấy vợ lấy chồng rất là sớm cô bác ạ. Và bây giờ trong khi đó mà kinh tế còn không có ổn định, đẻ con ra là còn không biết là làm thế nào để mà kiếm được tiền về đi mua bỉm, mua sứa cũng như là mua tá cả. Cháu Lực cũng đã hỏi em rồi, là như kiểu là cách là nước đến chân thì làm mấy nhảy cô bác ạ, thì cũng được là bà Vương Kim Thanh là yêu quý hai vợ chồng trẻ và gửi cho hai vợ chồng trẻ một cái số tiền cũng rất là lớn. Thì cái số tiền đó thì cũng chắc chắn là sẽ đủ để mà hai vợ chồng trang trải trong cái lúc mà thời gian vợ đang ở cứ này cô bác này. Và xin cảm ơn các bác đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực trong thời gian qua. Thì cháu Lực cũng thấy là hoàn cảnh của ba anh em thì cũng khá là đặc biệt, thì cháu Lực mới lên chia sẻ và ghi hình. Thì rất là mong các ông bà cô chú anh chị là quan tâm cũng như là đón nhận cái hoàn cảnh của ba anh em một chút cô bác nhé. Và đặc biệt là hoàn cảnh của em Quỳnh với lại vợ của em ấy cô bác ạ. Còn em Chùa thì cũng được là bà bé là bà hỗ trợ và giúp đỡ cho em Chùa là học hết cấp 3. Đấy, còn em Mìn là hiện tại là em ấy bảo là không có đi được nữa cô bác, thành ra là em ấy không có đi học nữa, chứ không là sẽ được bà là giúp đỡ cả hai anh em là đi học cô bác ạ. Hay còn là bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi vào nhà của các em cô bác nhá. Đấy, mưa thì là vừa mới tạnh đâu cô bác ạ. Vừa rồi cháu Lực từ ở xá lên thì cháu Lực còn phải là đem ô để mà lên cô bác ạ. Đấy, nhưng mà lên đến đây thì là đây tạnh, dưới kia lại tiếp tục là mưa đấy mà cô bác này. Mùa này thì là mưa đấy cô bác, là có lúc thì nắng có lúc thì mưa, còn có chỗ thì nắng có chỗ thì mưa cô bác ạ. Hiện tại là đôi vợ chồng của em Quỳnh cô bác ạ là sống nhờ là ngôi nhà ở dưới kia. Ngôi nhà dưới kia là cũng như là hàng xóm của em Chùa cho nên của em Quỳnh. Đấy, cho nên là em Quỳnh là gọi điện và xin anh chị là cho ở một tháng cô bác ạ, cho ở một tháng hết ở cứ. Thì không biết là hai vợ chồng sẽ đi đâu ở nếu mà như mẹ không đồng ý vào cho ở cùng cô bác ạ. Anh chào Quỳnh nhá. Có một mình Quỳnh ở nhà thôi à? Vâng. Hả? Vâng, vợ nó mình hả? À. Em chào anh ạ. Rồi. Chú chào các bà, các ông, các ba, các anh, các chị ạ. Thế là Chùa với lại Mìn thì đi đâu hết rồi? Chùa đi Trăng Châu, mình đi
bể ngô rồi ạ. Bể ngô à? Vâng. Cái bể ngô ở nhà mình hay là đi làm thuê? Đi làm thuê đó ạ. Đi làm thuê á? Vâng. Em thì không đi được à? Không, em có vợ thì cùng vợ nhà. À, thế là nấu cơm cho vợ này kia giặt giũ đúng không? Đúng. Rồi. À, nếu mà như không có được sự yêu quý của bà Vương Kim Thanh gửi tới cho các em là một cái khoản để mà trong quá khứ đấy là em Quỳnh là em ấy sẽ phải đi ra ngoài là vừa đi làm thuê để vừa về để mà chăm con nữa. Thế mẹ thì đi đâu rồi? Mẹ đi, lúc mẹ bà mẹ đi lấy cỏ. Mẹ đi lấy cỏ à? Vâng. Thế thì mấy đứa mà hết ở vợ hết ở cứ đây này thì mẹ có cho về ở nhà không hay là cho ở đâu? Mẹ bảo là không cho đi ở lán nữa. Không cho đi ở lán á? Vâng. Nhưng mà nhà em còn lán hay là mới làm lán thôi? Mới làm thôi ạ. Mới làm à? Vâng. Lán thì ở xa không? Có. Có á? Vâng. À, thế là mấy đứa là hai vợ chồng cứ xong là dọn đồ là đi ở lán à? Vâng. Là mẹ bảo là sinh con xong là không cho ở à? Vâng. Không biết là mẹ của các em là suy nghĩ cái phong tục mà lạc hậu hay là không biết là nghe theo hàng xóm rằng là vợ của Quỳnh là đi đẻ có bác không đẻ ở trong nhà là không có cho, là không cho vào nhà. Đẻ ở ngoài là cho đi ra ngoài ở. Thế là cái này là hót ra à? Không có cái cuốc lớn à? Lấy cuốc lớn để hót cho nhanh đi. Cuốc lớn có sao ấy? Có à? Vâng. Thế đi tìm cuốc lớn để hót cho nó nhanh thì mới được chứ. Và cái này là hôm nọ là bị sạt xuống à? Phải. À, thế từ lúc mà vợ đẻ tới giờ thì là mẹ có đi xuống ấy thăm hai vợ chồng không? Đi một hai lần rồi. Đi một hai lần à? Vâng. Mẹ có bao giờ bắt gà cho không? Không. Không bắt gà? Vâng. Không bắt gà cho vợ à? Không. Thế là anh thấy là đôi lần là em thịt gà đấy là gà đấy em mua về hay là ai cho? Gà đấy mua về đó. Gà đấy là mua về à? Vâng. Mua ở trong bản hay là mua ở đâu? Đi tìm anh có mua rồi. À, là đi trong bản để tìm nó đúng không? Đúng. À, đợi em chùa là làm hết xong rồi chỗ này thì là hai anh em đi xuống nhà và thăm vợ của em chùa. Đấy, thực sự ra thì là các em là lấy đến với nhau sớm như vậy các bác thì điều đấy là chưa có đủ tuổi đấy, chưa đủ tuổi đấy, nhưng mà do là các em thì cũng thiếu cái sự hiểu biết cũng như là học hành cho nên là vẫn còn rất là lạc hậu của bác ạ. Như các bác nhìn thấy là em nhìn thấy khuôn mặt của em Quỳnh thì là các bác là cũng biết rồi, học chỉ đến lớp 5 thôi. Nếu như là không có được bố với lại mẹ là đi hỏi vợ cho là đến giờ này thì chắc là em là cũng chưa lấy vợ đâu. Có thể là lúc mà bố mẹ đi hỏi vợ là còn không biết là hỏi cho ai nữa, đến lúc mà về đến nhà thì mới biết là hỏi cho em Quỳnh. Cái này là chỗ mà thường hay là chùa để trâu ở đây đúng không? Đúng. À, chùa hay đi chăn trâu thuê về xong là buộc ở đây xong là đến tối là người ta về lấy đúng không? Đúng. À, này là hôm nọ là bị sạc, cái này là bây giờ em phải hót hàng hót tận đi xuống dưới đi. Vâng. Bây giờ là trong thời gian đang ở cứ thì còn là đang ở nhờ cô bác nhá. Mấy đứa mà hết được cứ xong thì là anh chị kia thì không biết là còn cho ở nữa không. Nếu như mà anh chị cho ở thì là tốt, còn như anh chị không cho ở thì cũng rất là cảm ơn là anh chị trong thời gian qua đã cho hai vợ chồng là ở nhờ một tháng để ở cứ rồi, chứ không là mẹ không cho ở nhà là đi ra ngoài, thí dụ ra ngoài rừng chẳng hạn, mua một cái tấm bạt về để mà làm lán, dựng lán để ở thôi. Còn là em chùa thì là hôm nay các bác ạ, hôm nay thì là nhà của
em rể cháu Lực bận, thành ra là em chùa là không có đi xuống để mà học thêm. Chứ còn mọi hôm thì là em ấy là đi xuống dưới nhà em rể của cháu Lực là học thêm các bác ạ. Đây, cái khoản này thì cũng được là bà bé là bà ấy hỗ trợ rồi. Cái kia mà em để chỗ đấy thì mấy nữa mưa nó lại tràn đấy, em phải để hẳn ra tận góc bên này này. Để xuống dưới này mưa thì nó đi xuống dưới nhà kia nó chữ. À, mưa xuống cái nhà của anh kia. Vâng, thì nó chữ. Là nó chửi à? Vâng. Nhưng mà nhà tích xuống dưới kia. Vâng. À, nó thế người ta đã nói lần nào chưa? Nói dạ, nói 2-3 lần rồi ạ. Nói 2-3 lần rồi á? Vâng. Thế nói là cái chỗ này là bị sạt xuống là phải là hót đi chỗ khác à? Vâng. Đúng rồi. Thế bây giờ nó bị sạt thế này thì là ai mong muốn đâu? Là rằng là mỗi lần mưa về mà nước mưa là đi xuống dưới là nói à? Vâng, mưa xuống dưới nước, cái này đi xuống dưới nói. Các em thì là rất là hiền lành, rơi vào cái hoàn cảnh đấy hầu như là cảm giác như là ai cũng bắt nạt cô bác. Chỗ này thì là nó bị sạt thế này, đấy nó bị sạt từ đây xuống là khi mà mưa đấy là nước mưa kèm theo là cái nước của cái đất này nó trôi theo cái rãnh này đi xuống dưới thì không biết là đi qua nhà hay không đấy, nhưng mà cũng lên đây là nói. Trời thì là chuẩn bị mưa rồi cô bác ạ. Cái chỗ này là không mấy nữa là mưa to mà chỗ này là bị sạt thêm đấy này. Cái này là trâu buộc trâu đấy, cho nên thành ra là trâu nó cứ cọ cọ đây đúng không? Đúng. Trâu nó cứ hút vào đây thành ra là bị. Rất là mong là khi mà cháu Lực chia sẻ hoàn cảnh của ba anh em lên thì cũng được sự yêu quý của các bác là đón nhận. Năm nay mình có 18 tuổi thôi, 17 tuổi thôi. Đã làm bố rồi, làm bố là trong khi đó là còn mẹ là còn không cho ở nhà bên này nữa. Thế là Quỳnh ơi, mẹ cũng không cho ra ở cái lán bên này à? Mẹ không cho ra ở lán bên này à? Không. Không cho hết á? Vâng. Thế là mẹ bảo là đẻ ngoài là không cho đi vào nhà hết à? Vâng. Cháu Lực nghĩ rằng là cái lúc mà đang ở cứ là không có được ở cô bác, mà còn đến lúc ở cứ xong là cũng không là còn không có được vào nữa. Cái này là có ai bảo với mẹ em không hay là mẹ em tự nói ra? Có ai bảo là cái phong tục của người Mông là không cho vào nhà không? Phong tục của người Mông thì là nếu mà để con ở ngoài thì có được đi vào nhà không? Có cũng có à? Vâng. Có nhưng mà ở đây là mẹ em không cho à? Vâng. Đôi lần mà anh lên thì gặp mẹ thấy mẹ rất là hiền lành mà, nhưng mà tự dưng sao mẹ lại có cái suy nghĩ rằng là nó lạc hậu quá đến thế nhỉ? Mẹ em có biết uống rượu không? Không ạ. Hả? Không. Không biết uống rượu được à? Vâng. Thế là đến giờ là chuẩn bị nấu cơm này cho vợ ở đây nhà bây giờ ấy. Vâng. Được chưa ở này ấy? Được rồi anh ạ. Được rồi ạ. Được rồi thì đi rửa tay rửa chân đi xong là đi về nhà. Vâng. Ôi trời, hai thanh niên đi đâu về đấy nhở? Ây hà. Thấy là nhỏ mà biết đi xe rất là giỏi đấy các bạn, siêu này. Thế nhiên đâu về ấy? Đi chợ về. Đi chợ về à? Dạ. Ôi. Chân còn vừa mới chạm đất thôi đấy. Cái giặt áo thì có mẹ có giặt ở đây không? Có. Có, giặt áo vẫn được giặt đây à? Vâng.
như hai vợ chồng thì là dầu gội xà phòng này kia thì có đủ không? Đi mua ra. Đi mua à? Vâng. Tức là đi mua về là tất cả mọi cái là tự đi mua à? Vâng. Có lấy đồ đạc gì ở trong nhà này đi xuống không? Như nồi này, nồi cơm hay là nồi nấu canh thì có mẹ có đem xuống không? Có. Có à? Vâng. Cái máy nướng nếu mà đi ở riêng thì là mẹ có chia cho, chia đất cho không? Có chia đất cho để tự làm không? Có nhưng mà chia một tí kìa. Có nhưng mà chia một tí à? Vâng. Thế là ruộng nhà em thì đã chia chưa? Chia hết chưa? Lúc bố ở bố chia hết rồi. À lúc ở bố ở là bố chia hết rồi à? Vâng. Thế hai vợ chồng em là thường thường là được của nhà của em là được bao nhiêu bao? Tất cả hết giờ chỉ được 10 bao. 10 bao á? Vâng, 12, 13 bao thôi. 12, 13 bao. Vâng. Thế là riêng của riêng em với lại vợ em đúng không? Đúng. Thế là thời gian vừa rồi là ăn cơm là vẫn ăn cơm chung hết đúng không? Trước khi mà chưa đẻ. Đúng. Có vẻ như là nhìn thấy chùa về hay sao đúng không? Đúng. Vậy hai thanh niên này thì là đi về nhà rồi này. Phải về tí thôi mà đi xe rất là siêu. Chùa là xuống đây ăn cơm à? Vâng. Chùa thì là mấy anh em thì là ăn cơm ở đâu cũng được các bác. Chúa ơi! Đâu anh ra đây xem nào? Đây xem nào? Đâu? Chúa đâu rồi? Đây xem nào? Đây xem nào? Thấy là cầm bát cơm này thấy chưa được xuống là chạy. Ăn cơm chạy anh à? Ra đây. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra bên này. Đấy. Vừa đi đâu về? Thằng Châu về anh ạ. Thằng Châu về à? Vâng. Chào con có bà cái. Xin chào con có bà. Rồi, tóc thì còn dính nhá. Ủa đây này, vừa đi chăn Châu về này. Tóc này thì là mấy nữa là cháu Lực sẽ sửa lại các bác nhá. Bây giờ thì là chưa đi huyện thì cháu Lực chưa sửa. À tầm độ là thêm 15 ngày nữa là đi học rồi. Ăn cơm cái gì đây? Xem nào. Ủa, xem nào. Cơm với lại quả dưa chuột này. Tức là quả dưa chuột này trộn ăn cơm à? Vâng. Ăn cơm ăn ở đây luôn à? Ngồi đâu ăn? À, thế ăn cơm đi. Thế ăn cơm xong thì quay phim tiếp nhờ. Ngồi lên trên yên xe mà ăn đồng hoàng đi. Ngồi... ngồi ở ngoài đấy. Hôm nay đi chăn trâu thì là chăn bao nhiêu con? 7 con anh ạ. Chăn 7 con trâu à? Vâng. 7 con trâu thì là bao nhiêu con của hàng xóm? Hay là tất cả là của hàng xóm hết? 6 con anh ạ. À 6 con, 1 con là của nhà em đúng không? Vâng. Thế là 6 con là hôm nay là làm được là 120 à? Vâng. Mỗi con 20.000 mà cô bác. Mọi lần mà thấy nghe các em nói rằng là ăn cơm với lại là quả dưa chuột đấy cô bác, hôm nay thì cháu được bắt gặp này cô bác ơi. Bắt gặp là ăn cơm với lại dưa chuột rồi. Thịt cá hôm nọ là mua lên thì còn chưa hay là hết rồi? Hết rồi anh ạ. Hết rồi à? Vâng. Đây là cây gì đây ở chùa? À Quỳnh. Lấy vì làm thuốc. Lấy vì làm thuốc á? Làm thuốc như nào? Cho mặt con bị vàng á? À, thế là lấy cái đấy để đun uống hay là như nào? Đun cho rượu. À là tắm đúng không? À, đi. Đây, chùa thì ăn cơm đi nhá. Dạ. Ôi, không mời các bàn cơm à? Đây, mời các bàn cơm nào. Ông mời các bà các... Quỳnh. Chùa con mời các ông các bà ăn cơm. Con mời các ông các bà ăn cơm. Đấy. Ăn như thế này thì là thật nào thì các em ấy là nhìn mặt ai nấy cũng đều xanh xao hết cô bác ạ. Đây, con của em Quỳnh thì đang khóc quá cô bác ạ. Bây giờ ấy
Đi chăn trâu là từ mấy giờ đấy? 7 giờ anh ạ. Từ 7 giờ sáng này à? Ồ, đến là 5 giờ thì mới về cô bác à bây giờ ấy. Thế là bây giờ là đi đâu ấy? Đi lấy nước. Lấy nước về à? Vâng. Là chuẩn bị nấu cơm rồi à? Vâng. Thế đi lấy nước đi. Thế là dùng cái can này để mà đi lấy nước à? Vâng. Thế tối nay là thịt gà này cho vợ à? Vâng ạ. Buổi đêm thì con có khóc không? Có. Có. Vâng, lúc nào nó cũng khóc, nó bị đau. Mình đi xuống dưới kia sang anh em bảo là nó bị đau bụng. Nó bị đau bụng á? Vâng. Mỗi lần là đi ạ, mỗi lần là nấu cơm quá thì là dùng cái này để mà đi xách xong là về nhà mà nấu cơm. Thường là cháu Lực lên nhà các em cô bác là ít khi là gặp ba anh em ở nhà lắm. Có người thì là đi làm công việc này công việc kia. Chùa là ăn cơm xong rồi à? Cơm xong đến nhà vừa rồi là lấy cơm ở trên này đi hay là lấy cơm ở nhà anh Quỳnh? Trên này hết rồi. À thế là hôm nay là trên nhà này hết cơm rồi à? Thế là vừa rồi đi xuống nhà anh Quỳnh lấy cơm à? Thế là bây giờ là cầm bát đi về à? Đấy là con là khóc lắm ấy nhỉ? Vâng. Đêm là khóc đến mấy giờ đêm ấy? Đêm lúc nó khóc đến 10 giờ, 12 giờ thì nó ngủ đến 2 giờ, 3 giờ nó lại khóc. Ngủ đến 2, 3 giờ sáng lại khóc á? Đấy cũng khóc mà lúc là 2, 3 giờ còn cho nó tới nó cũng khóc nhiều quá, còn chưa được ngủ. À thế là em là giờ này không được ngủ à? Vâng. Ôi, vợ thì đi lại được rồi à? Được rồi ạ. Mặc dù bọn là cháu nòng cô mà chị chúa. Bạn nhỏ nhỏ đấy là ai đấy? Là em gái của vợ ạ. À, là em gái của vợ à? Vâng. Ở trên này dạo này có điện chưa? Chưa. Chưa có điện á? Vâng. Ở trên nhà của các em thì là mất điện từ hôm mà hình như từ hôm mà có một hôm là trời mưa to xong là bị sấm sét đánh hạ thế đúng không? Đúng. À, thế là thành ra là hỏng luôn à? Vâng. Mình chẳng mong nó muốn chi là bây giờ thì là đang bây giờ là vợ cũng đang ở cứ nữa, thành ra là Quỳnh là cũng không có đi đâu để mà làm thuê được cô bác ạ. Thế buổi tối ăn cơm thì ăn bằng cái gì đây mà không có điện này? Bằng điện thoại xa, bằng điện thoại ha. Bằng điện thoại sạc à? Vâng. May là còn có anh hàng xóm này đi làm mà hai vợ chồng đi làm công ty hết ấy, chứ không là mùa mưa này không biết là hai vợ chồng với lại con thì sẽ đi vào cái góc nào để mà ngủ nữa. Không đi vâng. Thế đây là em gái của vợ là ra chơi với chị à? Vâng. Wow. Trên này là treo cái gì đây hả Quỳnh? Treo lúc à? Thịt lượng. À, treo thế là xương thịt lợn à? Vâng.
Chút lên bảo. À thì cái này là thuốc để cho con à? Vâng. Con thì vừa rồi là em bảo là bị sao, bị làm sao hả gái? Con đấy. Thầy mình định mà nó mới rất lăng. Đó. À thế là chơi bằng thuốc nam thôi à? Vâng. Thuốc này là ai hướng dẫn để mà sát? Thuốc này anh giới này thôi ạ. À. Vợ thì là có sứa rồi à? Vợ có rồi ạ. Vợ có sứa thì mới không phải đi xin sứa này. Hôm nọ thì là Quỳnh là đi xuống dưới nhà của cái hình như là anh hàng xóm nha các bác ạ. Là đi anh ấy, vợ anh ấy cũng đang đẻ ở nhà là cho con là đi bú nhờ. Chịu khó đi mua chủ nhật ấy, đi mua xương, đi mua chân giò ấy, mua chân giò về ninh cho vợ ăn thì mới có sứa nhiều được. Bạn thế là em là ngủ ở trên giường, nhưng kia vợ là ngủ dưới đất à? Vâng. Giờ này thì cháu được nhìn thấy là hôm trước là lên là làm Quỳnh là dùng cái sơm quá, dùng sơm về. Thế phải nói là lên trên này mà không có điện là buổi tối rất là tối các bác ạ. Thế là bây giờ mấy hôm nay là cơm mà toàn dùng đèn pin thôi à? Vâng. Con thì vừa rồi là em bảo là bị em sao nhỉ, bị vàng da. Vâng, mà nó bị vàng tím. À là bị nguyên mặt thôi à? Vâng. Nên là bị nguyên mặt, thành ra là số anh kia thì anh kia chỉ là lấy thuốc nam về là tắm cho hay là như nào? Anh kia cũng cho thuốc cho nó ăn nữa. À. Nó bảo là cho thuốc xem nó có nó mà nó có vàng nữa không? À. Là bị bao nhiêu lâu rồi? Lúc ở vợ để được thì 2-3 ngày nó cũng 2-3 ngày bị à? Vâng. Thế là vợ là bây giờ hết sưng chưa mặt đấy? Em gái là hết sưng chưa? À hết rồi đúng không? À, cái mặt của em ấy là cũng hết sưng lên rồi cô bác ạ. May là còn có sứa đấy chứ không là không có sứa để cho con bú thì không thể đi xin sứa suốt được. Được cả đó. Vâng ạ. Trong nhà của trong trà đi. Anh chị thì cũng nhìn thấy là không có đồ vật gì giá trị cả có bác ạ. Chắc là hai vợ chồng thì khi mà đi làm công ty đấy, à khi mà ở nhà là làm được một cái ngôi nhà đấy thôi. Xong là hai vợ chồng mà đi xuống công ty để mà làm rồi. Nhà thì có đèn pin gì không? Không. Không à? Vâng. Thế lúc mà ăn cơm thì là bật đèn pin điện thoại thôi à? Vâng. Cái này là rau lợn hay sao á? Phải. Gà này thì là người ta bán cân bao tiền? Cơm 300-340 ấy. 300-340 à? Vâng. Còn đu quần 100-150. À. Gà này, gà bản thì người ta là bán đắt nhỉ? Vâng. Gà đấy là gà đen hay sao ấy nhỉ? Vâng. Cái này thì là mấy ngày là thịt một con gà? Một ngày một con ạ. À? Một ngày là một con á? Vâng. Thế là cho vợ là ăn nguyên gà thôi à? Vâng. Không có cái... Em không đi mua thịt lợn à? Thịt lợn thì... luôn chủ nhật mới có. Ừ. Thế là hôm chủ nhật là mới cho vợ ăn thịt lợn. Vâng. Đây có vẻ như là bây giờ là trời bắt đầu là mưa về thôi cô bác ạ. Hiện tại thì là ở dưới kia là trời mưa đang rất là to.
Đấy, như ở đây thì cháu được làm hí thôi các bác nhá, hí thôi nếu mà hàng xóm mà không cho mượn cái ngôi nhà này để mà ở thì phải nói là hai bác cháu có đi ra ngoài nắng để mà ở thôi. Đấy, như quần có chia sẻ nói rằng là nếu như là không được ấy thì là dễ dàng. Nếu như là không được hàng xóm mà cho ở nhà đấy là chỉ có là đi đi lên chỗ tầng đất của em đấy là làm lán ở trên đấy mà em cần ở thôi. Ôi, gà này là gà đen ấy luôn nhỉ, gà đen gà này đúng nhưng gà đen cả xương có đen không gà này? Có cả xương đen à? Vâng. Gà nào thì mới bán người ta mới bán đắt rồi. Hầu như là gà này là người ta đều là bán một loại giá hết các bác ạ. Trên trên trong bản ấy. Thấy vợ của Quỳnh là khỏe hơn nhiều rồi nhỉ? Vâng. Đi lại được đấy nhưng mà bảo vợ là đi lại ít thôi nhá. Vâng. Đang trong thời gian về cứ đấy. Ừ. Anh biết như thế nào thì anh là chỉ dạy cho các em như thế thôi. Vâng. Cái nhà của anh hàng xóm ấy thì là anh ấy bảo là bao giờ anh ấy về? Chưa biết đâu ạ. Chưa biết á? Vâng. Sang tháng sau thì là liệu là còn được ở không? Chắc là không được ạ. Sang sau là không được ạ? Vâng. Anh kia bảo là cho ở một tháng thôi. Anh kia bảo là cho ở một tháng thôi. Vâng. Em đã bao giờ, em đã nói chuyện lại với mẹ bảo là cho xin mẹ là ở cái bên hông của nhỏ này không? Chưa đâu. Chưa ạ? Vâng, nhưng mà mẹ nói bảo là mẹ không cho. Nói là mẹ không cho á? Vâng. Bây giờ thì là mọi gánh nặng là đều dồn lên trên vai của một chàng thanh niên mà năm nay mới chỉ 17 tuổi thôi. Vợ này, con này, chỗ ở này, bây giờ thì gọi là bây giờ thì cái điều mà em mới mong muốn nhất là chỉ có gọi là chỗ ở, một chỗ nơi mà để cho vợ gọi là vợ với lại con là che nắng che mưa thôi. Thế bây giờ dự tính của em thì sau khi mà không ở nhà dưới kia nữa thì là em định tính là đi tận đâu ở? Đi tận chiêm qua nhà dưới của em, chiêm qua nhà sử đi ở kia ra. Đấy là ruộng của em à? Vâng. Thế đấy là trước là bố chưa mất là bố chia ra hết rồi đúng không? Đúng. Thế là lên trên kia thì có nhà không? Có cái không ạ. Lên trên kia thì có nhà không? Không. Không có nhà. Vâng. Nên nếu mà thế lên trên đấy ở thì là làm như thế nào để ở? Đi mua bạt về để mà làm ở ạ. Vâng. Đấy, bây giờ thì đang trong thời gian ở dưới kia là em đã gọi là suy nghĩ. Nếu mà như anh không cho ở tiếp ấy cô bác là không cho ở nhà tiếp hay là em ấy chỉ có một cách duy nhất là lên trên để mà làm lán để mà ở thôi. Quỳnh thì là thấy vẻ như là bị nhiều hơn cả chùa với lại cả mìn, mà cả mìn cô bác ạ, bị tóc bạc là nhiều hơn này, bị rất là nhiều. Trên kia thì là có cạnh gần nhà nào không? Không gần mấy đâu anh ạ. Không gần nhà nào à? Vâng. Tức là cũng là ở biệt lập luôn à trên kia? Vâng. Ê,
Em có mong muốn là có chỗ để ở không? Có. Có à? Vâng. Em rất là mong là các cô bác anh chị giúp đỡ cho cái số phận của hai vợ chồng trẻ. Không cần phải là quá cao sang đâu các bác, chỉ cần là đơn giản thôi là ở cũng được rồi. Đấy, nhưng hai vợ chồng trẻ thì phải nói là không có kinh phí để mà làm, để mà thực hiện rồi. Bao giờ thì em lại đi ra ngoài làm thuê được? Vậy bao giờ vợ khỏe hơn hay là như nào? Hay là đợi vợ là ở hết cứ xong? Cho vợ khỏe mới đưa đi. Vợ khỏe là mới đi được à? Vâng. Vợ là bây giờ sức khỏe vẫn còn yếu thôi nhỉ? Vâng. Bây giờ thì là Quỳnh cũng chuẩn bị nấu bữa tối cho vợ của em ấy rồi các bác ạ. Thì có lẽ là sẽ được cầu xin được là tạm dừng cái video này các bác. Phải nói là mỗi lần lên là nghe một câu chuyện thì là Quỳnh ra nghe mà cảm thấy là rất là thương hai em, nhưng mà không biết là giúp hai em bằng cái cách gì nữa các bác. Có được rất là mong là sẽ được sự đón nhận của các bác cho hai vợ chồng trẻ một cái nơi mà che nắng che mưa đâu bác, không cần phải là cao sang thôi. Bây giờ thì chỉ có là cái điều này thì mới giúp được cho các em. Có lẽ là cái video này thì cũng xin được là kết thúc ở đây các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video, rất là mong sẽ được sự đồng hành của các bác dành tặng cho hai vợ chồng trẻ. Và hẹn gặp lại khi ông bà cô chú chị ở sống tiếp theo trên kênh nhà bản em. Xin chào các bác. Quỳnh gửi một lời chào tạm đặc biệt tới các ông các bà nhé. Vâng, xin chào tạm biệt các ông các bà, các anh các chị ạ. Quỳnh có một lời chúc nào dành tặng tới cho các ông các bà không? Con xin chúc các ông các bà thở nhiều may mắn và thở nhiều sức khỏe. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.